Hello, xin chào mọi người đã đến channel của mình. Mình là Oppo. Hôm nay mình sẽ ăn mì hảo hảo nha các bạn. Đây, trong tay mình thì có hai gói mì hảo hảo, cùng là mì xào hết nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ muốn là so sánh hai gói mì này có khác nhau, điểm giống và điểm khác nhau như thế nào nha. Đây đều là hương vị tôm hết, nhưng mà một bên đó là màu xanh và một bên đó là màu cam. Màu xanh thì là hương vị tôm xào chua ngọt nè, và có một gói súp xẹt vị chua ngọt ngất ngay. Còn ở bên màu cam thì là hương vị tôm hành, súp và dầu nha các bạn. Này, vị tôm hành mê say. Ok, thì bây giờ mình sẽ sơ chế qua gói mì. Đây là hai tô mì nha các bạn. Mình đã trộn sơ rồi. Đây, bây giờ mình sẽ bỏ bột nêm vào và gia vị vào. Đây là sốt chua ngọt nè, mình bỏ bịch sốt vào nha. Sốt chua ngọt thì có màu xanh. Ở trong đây thì có dầu sẵn đó nha các bạn. Đây mình bỏ hành vào. Còn ở bên đây là mì xào hành. Trước tiên là có hành nè ha. Có dầu vào. Dầu này giống như là cháy tỏi vậy đó. Đây là bỏ hạt nêm vào luôn. Mình sẽ trộn. Thơm quá các bạn ơi. Muốn đói bụng luôn á. Đây. Tới cái này ngon các bạn, màu giống nhau nha. Rồi. Nhưng mà hương vị nó sẽ khác nhau đó. Giờ á các bạn thấy không, mình có hai tô luôn này, ăn chắc là no lắm á. Bây giờ mình sẽ bỏ xúc xích vào nữa. Ở đây là hai cây xúc xích của cầu tre nha các bạn, nó có màu đỏ nè, để mình gỡ ra. Cái này chủ yếu nó làm ra để gỡ cho nó dễ này ha, khỏi cần cắn hoặc là lấy dao gì hết. Này rất là dễ nha các bạn, này, bóc vỏ rất là dễ. Bỏ vô một tô một cây, ở đây cũng vậy nữa nè, này thấy không, nó lủng lỗ quá nè. Đây ok, xong rồi. Bây giờ mình sẽ thưởng thức ăn nha. Bây giờ mình sẽ ăn tô tôm chua ngọt nha. Này, trước tiên là dài,
có vị chua, có vị ngọt, mặn mặn nữa các bạn. Các bạn trùng đều ăn mới ngon nữa. Đây là cái xúc tích. Có vị béo nữa, có xúc tích. Ăn nó cục luôn. Đây là mì xào. Mì xào này khác với mì xào chua ngọt, để mình ăn thử coi. Rất mặn các bạn. Có mùi của tôm nữa. Đặc biệt là có mùi hành nhiều. Đó là mì xào hành, mì tôm nè, tôm hành nè. Cái xúc tích nữa. Thôi ra thì mình chỉ thích ăn mì gọi chua ngọt thôi. Rất là dễ ăn. Ngon. Ngon lắm các bạn. Ngon lắm. Ngon quá hả? Chắc là bây giờ mình sẽ ăn lần lượt. Từng tô. Mà mì á, hảo hảo được có loại hai loại mì xào luôn. Nó không có cay nha các bạn. Ngon quá.
Xong nha, một tô. Đây là tô thứ hai nè. Mì tôm hành á, mì xào tôm hành á, nó mặn hơn là cái mì tôm chua ngọt các bạn. Giờ cảm giác của mình nó muốn no, nhưng mình sẽ cố gắng ăn hết tô này. Ok, bây giờ mình rất là ngán rồi, ăn không nổi nữa. Ráng ăn hết chai xúc xích này rồi. Không. Khi mà mình ăn thử hai gói mì hảo hảo sau này, cảm nhận của mình thì mình chưa hết là ăn hảo hảo xào chua ngọt thôi, dễ ăn. Còn mì hảo hảo xào hành đó, nó mặn quá mình ăn không nổi. Chắc có lẽ là mình bỏ hạt nêm nhiều quá. Ok, cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Bye, subscribe giùm mình nha. Bye.